Úi à, đi vào trong bụi. Đặt nhẹ nhẹ từ từ thôi cha. Không sao, không sao. Mà của con nhiều sức. Mà con... mày mà không sao. Chào các bạn, mình là Vô. Mày hôm nay mình sẽ tập xe đạp để mình khỏe hơn. Mình lớp lớn rồi. Mình lớp 1 rồi đấy. Đấy. Đây, đây là hành trình tập xe đạp của bạn Gấu. Bạn Gấu đang học lớp lớn. Bỏ chân lên làm. Bỏ chân lên làm. Ông, chào ông. Cái gì vậy? Dạ. Đi xe trong đó. Tập xe đạp. Đi ra ngoài. Rồi, chứ là bỏ cẳng lên là đạp luôn này. Xe hành từ chạy là bỏ cẳng lên là đạp ấy à. Rồi bỏ cẳng lên đạp. Đạp, bỏ cẳng lên chân đạp á. Siêu siêu siêu. Siêu mà vẫn chưa bỏ cẳng lên chân đạp mà đang mà đạp. Đi mà cứ vèo 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 rồi thế. Đi cho thẳng thớm mới được chứ. Qua đấy là con chó đó. Ai ở nhà không để mình chí? Đạp lên. Đạp lên đạp. Đạp lên, đạp lên, đạp lên. Xuống đấy tắm luôn. Ui, toàn là rạ. Vậy lạ. Có gì đâu. Cả bảo đâu, không có gì. Thế mà, chỉ có lá bụi thay. Đây có thấy gì không? Lá bụi đây. Chị... bên này cũng chẳng có cái gì cả, toàn là rác. Thôi đi thôi, let's go. Không thôi rồi xuống đó không có ai chịu mua. Đúng rồi. Mẹ mình chỉ giữa. Mình Việt đi, mình Việt. Lại là chuyện bước chuẩn bị đi tạm chuyện rồi đấy. Mau. Dạ. Đuổi mình. Về mau. Dạ đó có đúng rồi. Ở đang sống nha. Về lên. Đó. Mẹ ơi mẹ. Nhanh lên mẹ. Khủng long sắp đuổi kịp người rồi đấy. Mẹ con. Rửa bỏ chân rửa mà đạp. Đúng rồi. Hắn cắm nữa cho hắn sùa. Thôi bây giờ chọn một cổ. Sùa một cái ra một đi. Chọn cắm luôn. Sơ lắm đó. Cổ lên Gấu ơi. Ok. Rồi. Quán sửa sửa tơ. Rồi, rửa đạp, ui giời, 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 nhưng vượt đi đâu tia nữa, giời hê, siêu hê, được đó, sướng không? Đó, trời chưa, tai chưa, cố lên, gần được rồi đó. Lên mắt phải đạp lại. Ừ, bạn Gấu giỏi quá. Các bạn mà chưa đi được xe đạp thì hãy đi tiếp cùng bạn Gấu nhé. Đây này, bắt đầu lần thứ hai này.
Rồi. Đạp. Đạp. Cố lên, cố lên. Giỏi quá. Giỏi ê. Giỏi ê. Châm thôi cái vòng ê. Ua siêu ê. Đạp giỏi ê. Wow. Ừ, siêu ê. Lần thứ 3 này. Hãy like cho bạn gấu và một đăng ký kênh và một like và một chia sẻ cho bạn gấu để bạn gấu mình hơn, để bạn gấu đạp dài hơn nữa nha. Cố lên gấu ơi, bắt đầu. Wow, siêu quá, bạn gấu siêu quá. Siêu quá. Siêu hề. Ừ, cái sơ bộ thì phải nhé cái cẳng ra chứ đó. Rồi đạp lại tấn đâu nữa coi. Đạp bỏ cẳng lên, đạp giống khi này luôn. Rồi bỏ lên đạp đi. Lấy đâu nữa luôn. Phải lùi à. Thế mở mày nó vô con được á. Rồi, đạp đi luôn. Đạp lại đâu nữa luôn. Lại đâu tịt nữa luôn. Ừ. Đưa đạp lại thẳng đâu cái câu nữa là quay lại. Để một gắn thì cái này quá man khó được bạn vỗ nha. Ừ, chứ bạn cậu đi chuẩn bị quá man khó. Lại đâu câu nữa xong quay lại. Rồi, các bạn like và đăng ký kênh cho bạn cậu để bạn cậu đi. Đạp nữa, đạp thẳng lại đâu tịt xa nữa luôn. Úi dạ, bạn cậu giỏi quá. Cố lên. Đứa ạ. Úi dạ, ôi. Đang mà đây đang bụi mà đi về đi ra trên đường thế. Ở đây đi ra rửa đắng đường sáng coi tay đà mới lý được rửa chứ. Bạn gấu siêu hề. Wow, siêu hề. Rồi quay lại. Ô ô đang đúng trong bụi. Và nhỏ xem mà đâm vô trong bụi. Ôi, xong, què. Què chưa quay mà cần nhiều nhiều lắm. Chứ khó rồi biết. Khó khăn vất vả hè. Rồi, cố lên, đạp lên đi. Chưa, đạp lên. Chưa, đạp. Lên được chưa? Ừ. Cố gắng. Cố gắng lên. Có mùi mau chém kia. Ừ. Lên được chưa? Không. Cố lên. Chưa. Ôi, chào ơi. Thì sẽ đi đã rồi mà cười lên được cơ. Lần này. Dạ, bạn gấu hôm nay tiến bộ hẳn ấy. Rồi, lên xe mà đi tiếp đi. Đừng dốc nhanh mà nhỉ, làm đi được rồi à? Đầy rồi chứ đó. Đầy á. Nó không đập nhắc nhắn nhắc cái rồi chứ. Đừng lên nắng đi đường. Lại bộ cho một cối. Tập xe đạp là phải bộ mới đi được, chứ không bộ là nắng đi đường. Bữa đi sượt xe đạp rồi từ ở nhà từ đi cho sướng ấy chứ. Mà đừng có đi ra ngoài đường tế mà xe nhiều. Đi thẳng đường đi thôi rứa. Đạp.
Nói chung là đạp được rồi đó, gần được rồi đó. Lần thứ năm là khó hơn rồi à? Ừ. Thêm dốc dài. Rồi bước có dốc thì mình đang mà đi. Bỏ cái cẳng nữa cái bàn đạp á. Rồi đạp mình thì sẽ hành tay bỏ cẳng lên. Chà, bàn gấu mình giỏi quá. Sau bao nhiêu bữa tập xe đạp bây giờ mày tiến bộ hẳn hoi. Bạn cậu đi được xe đạp rồi. Tài hè. Tài hè. Chưa có cái lần thứ 10 này cần dốc nữa không? Cần đạp xuống dốc nữa không? Có. Đạp lên dốc được rồi thì cần chỉ phải đạp xuống dốc nữa. Chà, bạn cậu đạp được xe đạp rồi, nó thích thú lắm. Úi à, đi vào trong bụi. Đạp nhẹ nhẹ từ từ thôi chứ. Không sao, không sao. Mà của con nhiều sức. Mà con... Mấy mà không sao. Đạp chậm chậm mà đạp đi ra ngoài đường ấy, dù đi vào trong bụi á. Đau mồm không? Hả? Đau mồm không? Không. Mấy đâu. Dồi ôi, xe đạp cũng tối. Hứ thì gọi xe đạp mới. Từ từ để mẹ sửa lại chiếc xe đạp cho. Dạ. Xe đạp vèo vèo tay lại đấy rồi. Rồi đạp lên đi. Chứ mình bắt đầu có đam mê hăng say này. Sau nhiều cú vất vả trên đường, năm đó đường hết đoạn này đến đoạn nọ thì bạn cậu cũng đã đạp được một đoạn cũng khá là dài rồi đấy. Có vẻ thế này thì các bạn cũng nên hãy tập xe đạp như bạn cậu nhé. Một trăm tí đây. Đi giọng say rượu nữa. Sợ quá. Wow, siêu hè. Đi rửa là nhanh hơn bệnh phù rồi. Bỏ bệnh phù vô là không đi kịp rồi. Bạn gấu của mình ngoan lắm các bạn ạ. Nói là khi nào cũng biết nghe lời. Rồi đi về. Rồi hẹn các bạn lần sau là xem bạn cậu tập xe đạp tiếp chứ. Mệt rồi, cũng đòa rồi. Thôi, các bạn yêu thích bạn cậu thì nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh cho bạn cậu để bạn cậu khỏe mình và đạp nhiều... và đạp được xe đạp nhiều lần hơn và đi nhiều nơi hơn. Rồi, đi.